Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vaccine ngừa Covid hiệu quả trên 90%, tin vui của thế giới. Vào ngày 9 tháng 11 năm 2020, hãng BioNTech của Cộng hòa Liên bang Đức đã công bố những kết quả từ nghiên cứu giai đoạn 3 của vaccine phòng chống virus corona đầu tiên viết tắt là BNT-1626P2 hợp tác với hãng dược của Mỹ mang lại những kết quả rất khả quan. Phân tích sơ bộ cho thấy vaccine của hãng này đã có tác dụng ngăn ngừa được bệnh với hơn 90% người được tiêm. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của hãng BioNTech về quá trình thử nghiệm thành công vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 9 tháng 11 năm 2020 trên trang web của hãng dược. Vaccine của hai hãng này cùng sử dụng một phương pháp kỹ thuật hoàn toàn mới, bao gồm việc tiêm một phần mã di truyền của virus corona vào cơ thể. Khi đó, cơ thể sẽ bắt đầu tạo ra các protein virus giúp huấn luyện hệ miễn dịch trong cơ thể. BioNTech đã phát triển loại thuốc BNT này trong dự án tốc độ ánh sáng từ giữa tháng 1 năm 2020. Vaccine của hai hãng đã được thử nghiệm tại 6 quốc gia là Hoa Kỳ, Đức, Brazil, Argentina, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ vào hồi cuối tháng 7 vừa qua. Tính đến ngày 9 tháng 11 đã có hơn 43.538 người được tiêm hai liều cách nhau 3 tuần. Cho đến nay, vaccine này không gây ra bất kỳ quan ngại nào về an toàn. Theo nhà sản xuất, khả năng bảo vệ đạt được là một tuần sau khi tiêm mũi thứ hai. Hãng dược đa quốc gia của Mỹ và của Đức cũng dự kiến sản xuất 50 triệu liều vaccine trong năm 2020 và khoảng 1,3 tỷ liều vào năm 2021. Đơn xin cấp phép đã được nộp cho cơ quan quản lý dược phẩm của Hoa Kỳ FDA, trong đó yêu cầu chuẩn thuận để vaccine được đưa ra sử dụng vào cuối tháng 11 này. Hai hãng dược này gọi ngày 9 tháng 11 năm 2020 là cột mốc, là một ngày vĩ đại cho khoa học và nhân loại. Đây là hình ảnh lối vào trụ sở hãng dược tại Manhattan, Hoa Kỳ. Một loại vaccine hữu hiệu kết hợp với biện pháp chữa trị hữu hiệu hơn đang được coi là cách thức tốt nhất để thoát khỏi những tình trạng phong tỏa và cách ly xã hội đã và đang được áp dụng trong đời sống của con người tại nhiều quốc gia trên thế giới từ năm 2020 đến nay. Hiện nay đã có khoảng 10 loại vaccine trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, được gọi là giai đoạn thử nghiệm thứ 3. Đây là một giai đoạn quan trọng trong toàn bộ quá trình phát triển vaccine. Vaccine của hai hãng này, Pfizer và BioNTech, là vaccine đầu tiên cho kết quả. Các nhà khoa học cho biết kết quả thử nghiệm ban đầu với vaccine corona của hai hãng này vượt xa mọi kỳ vọng của họ về khả năng bảo vệ khỏi một căn bệnh hoàn toàn mới, nhưng nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Đó là có những thách thức trong vấn đề hậu cần, do vaccine cần phải được lưu trữ trong điều kiện siêu lạnh ở mức âm 80 độ C. Cũng đang có những câu hỏi về việc thực tế khả năng miễn dịch sẽ được kéo dài bao lâu và về mức độ hiệu quả của vaccine này đối với các loại nhóm độ tuổi khác nhau. Điều đáng chú ý là đã có 4 loại vaccine virus corona lưu hành trong con người. Chúng đã gây ra các triệu chứng cảm lạnh thông thường và chúng không có vaccine nào cho những loại virus này. Thông tin sơ bộ về tính tích cực này đồng nghĩa với việc hãng dược phẩm khổng lồ của Mỹ và đối tác của họ từ Đức đang đi đầu trong việc chạy đua vaccine sau khi đã ký các thỏa thuận trước với chính phủ của các nước trên toàn cầu nhằm cung ứng hàng trăm triệu liều. Và ngay ngày hôm nay, Liên minh châu Âu cũng đã ký kết mua 300 triệu liều từ công ty này. Đây là hình ảnh trụ sở của BioNTech tại Frankfurt am Main, Đức. Anh Quốc cũng sẽ 10 triệu liều tính đến cuối năm nay và thêm 30 triệu liều nữa đã được đặt mua. Hãng dược phẩm Mỹ tin rằng hãng có khả năng cung cấp 50 triệu liều vào cuối năm nay và khoảng 1,3 tỷ liều vào cuối năm 2021. Cổ phiếu của hãng Pfizer đã tăng mạnh trước khi thị trường chính thức mở cửa là tăng tới 15%. Tin tức cũng khiến chỉ số SMSC tăng giá trị thêm 500 tỷ đô la. Dự kiến sẽ có thêm các kết quả từ các nhóm nghiên cứu thử nghiệm tiên tiến các loại vaccine khác trong những tuần và tháng tới đây. Và các ứng cử viên hàng đầu của vaccine đó là Đại học Oxford và Astra từ Vương quốc Anh, Moderna tại Mỹ, CanSino với Viện Công nghệ Sinh học Bắc Kinh từ Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Malaya từ Nga, Janssen từ Mỹ, Viện Dược phẩm Sinh học Bắc Kinh ở Trung Quốc, Sinovac và Viện Butantan ở Brazil, Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán và Sinopharm ở Trung Quốc, Novavax ở Mỹ. Và hiện nay, các nhà nghiên cứu đang sử dụng cách tiếp cận khác nhau cho mỗi loại vaccine của mình. Đây là hình ảnh
chụp màn hình danh sách các loại vaccine đang được thử nghiệm trên thế giới do Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Nếu cả vaccine của Pfizer và Moderna đều tiêm các mảnh mã di truyền của virus corona vào cơ thể, khi vào bên trong cơ thể thì quá trình này bắt đầu tạo ra các protein virus để luyện tập cho cơ thể, thì loại vaccine của Oxford và Nga lấy một loại virus vô hại lây nhiễm sang tinh tinh và biến đổi gen của nó để giống với virus corona với hy vọng nhận được phản ứng. Hai trong số các loại vaccine lớn ở Trung Quốc sản xuất sử dụng virus gốc nhưng ở dạng vô hiệu hóa nên không thể gây nhiễm. Các nhà khoa học cho rằng 60-70% dân số toàn cầu cần được miễn dịch với virus để ngăn nó lây lan dễ dàng, còn được gọi là miễn dịch bầy đàn. Nói cách khác là hàng tỷ người cần phải được chủng ngừa ngay cả khi vaccine hoạt động hoàn hảo. Đặc biệt, không phải tất cả mọi người đều có thể đáp ứng được việc vaccine theo cách giống nhau. Lịch sử cho thấy bất kỳ loại vaccine nào cũng có thể kém thành công hơn ở người già vì hệ miễn dịch của họ không đáp ứng tốt với việc phòng ngừa. Số lượng người già miễn dịch cúm mùa hàng năm là một minh chứng cho hiện tượng này. Tuy nhiên, có thể khắc phục điều này bằng cách chủng ngừa nhiều loại hoặc là chủng ngừa cùng một loại hóa chất được gọi là chất bổ trợ để giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đây là hình ảnh ông Uku Sahin, tổng giám đốc điều hành của BioNTech. Ông Uku Sahin, 55 tuổi, sinh tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã cùng mẹ và cha đến Cologne, Đức khi 14 tuổi. Lớn lên học y khoa tại Đại học Köln, ông thành lập BioNTech vào năm 2008, hiện có 1.323 nhân viên. Truyền thông Đức gọi Uku là cha đẻ của phép màu vaccine. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Đức đang thảo luận để tiến tới việc chuẩn bị tổ chức tiêm phòng viêm phổi Vũ Hán hoàn toàn miễn phí cho công dân của mình. Những người được ưu tiên tiêm phòng trước là những người lớn tuổi, những người đã từng mắc bệnh, nhân viên trong bệnh viện và viện dưỡng lão. Tương tự như vậy, những người có trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng trong xã hội và trật tự công cộng như nhân viên của các cơ quan y tế, cảnh sát, lính cứu hỏa, giáo viên, vân vân. Ngoài ra, những người phải sống trong những ở nơi chật chội dành cho người vô gia cư hoặc người xin tị nạn cũng được đề xuất nên đưa vào danh sách ưu tiên tiêm đầu tiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư 11 tháng 11 năm 2020 với bản tin Vaccine ngừa Covid đầu tiên hiệu quả trên 90%, tin vui của thế giới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.